Trời đang mưa nữa bạn, mà mình đi kiểm tra vườn á, mình thấy có mấy cái này bông xoa đũa nó nở rồi, mình hái đi nè, nó nở rồi, để nở nữa ăn ngon. Đây có mấy cái nữa nè. Đây, đây đây còn cái nữa rồi. Rồi, còn mấy cái ghê còn nhỏ. Ừ, đây chứ, đây còn nữa nè. Cái này còn nhỏ, hái luôn đi. Rồi, cũng được cả chục hoa hả bạn ha. Bữa nay mình đi lại cái cây mít lá bàng này nè bạn. Cái mít này là mít hồi xưa nha. Rồi coi cái trái này cầu cỡ 17 cho tới 20 kg các bạn, không có nhỏ. Đây, đây là mít, đây cái lá của nó nè bạn coi nè. Nó gấp gấp đôi gấp ba lần cái lá mà của người ta vậy đó. Đó, trái đeo dưới đất rồi. Đó, bây giờ cái trái này nè. Là nó chín rồi nè, còn trái trên ngọn kìa bạn. Trời đất ơi, nó cỡ cũng y chang vậy đó mà nằm trên đó, mai mốt không biết sao leo lên. Rồi giờ này chín rồi nè. Bây giờ một á là mình giật cho nó rớt xuống dưới nước này luôn rồi mình lụm ha. Còn hai á mình leo lên cái mình cắt, nhưng mà mình sợ là bây giờ một tay mình cắt mà một tay mình vịn nó nặng lắm mà, rồi bây giờ mình không biết đường leo xuống luôn. Cũng cũng chắc cũng phải giờ còn có cách giật cho rớt dưới nước đi, rồi cái mình chịu khó mình lụm lên ha. Rồi giờ mời các bạn theo mình hái trái mít này nha. Đây, giờ cắt giật đại cho nó sẽ rớt nước quá rồi. Mít này mình cũng có bán luôn gì được hết trơn á. Lấy cái dao mới được các bạn ơi, cái cục móc nó không được rồi, lấy cái dao mới được. Rồi mình đã lấy cái dao ra rồi, giờ mình leo lên. Cái mít nó rớt xuống mà mình tưởng bơm nổ không mấy bạn. Đây các bạn coi kìa, mình tưởng là bơm nổ không mấy bạn. Ui coi kìa, trời đất ơi, nó bự khủng khiếp. Rửa gái cho nó đàng hoàng sạch sẽ rồi, lỡ nó rớt xuống nước rồi. Ôi nó bự. Ây da. Rồi rồi mấy bạn ơi, vác được nó lên. Trời ơi, gần ba gần tay nó bự. Hay là bây giờ mình rồi tính cân thử cho bạn coi, để vác nó vô mới cân thử nổi. Mình vác cái cân ra rồi nữa bạn, đây cái cân ha, bạn thấy không đó, cân này cân 30 kg nha. Trời ơi, mình để nó lên thử mình cân coi nó bao nhiêu ký nha. Trời ơi mấy bạn thấy chưa, 19,5 kg. Mình đó không sai mà mình nói nó từ 18 cho 20 rồi, bà coi là 19,5 kg hơn luôn hết trơn. Trời ơi nó nặng. Mà mít này á bạn, mít này là ở vườn người ta không có mua, chín này ăn không ăn thôi, chứ làm gì làm chứ người ta không có mua bạn. Mít này là mít lá bàng hồi xưa, ăn cũng ok, ăn cũng được thôi. Rồi giờ chắc mình để coi thử coi được ngon không ngon, lấy lại miếng còn như xuống địa bạn ăn hết rồi. Dạt thử cái mặt với bạn ơi ha. Giờ thấy cái mặt đây. Đây.
Loại mít lá bàng là nó vậy nè bạn, nó không có vàng thật như người ta nha. Đây. Đó. Nhưng mà ăn thì nó có cái cơm nó có độ tròn giòn sực sực đó các bạn. Ừ. Bạn thấy không? Không có sơ đen, không có gì hết trơn á. Ừ. Bóc miếng ăn thử. Nó ngọt nhưng mà nó không có ngọt nè, mà ngọt đậm, ngọt gắt như là thằng mít Thái, mít xưa sớm. Nó ngọt dừa hả bạn? Mít là mít hồi xưa vậy á. Rồi lấy lại miếng ăn chơi thôi. Mít này không ngon, cho người ta cũng hít đâu. Rồi xuống đìa, xuống đìa. Để mà nê được cái trái mít gần 20kg này, lại cái đìa này là mình thở hơi lên nữa các bạn. Đàn ông thì người ta có sức khỏe, người ta khiêng ok, không sao. Còn mình, đàn bà bạn, có nổi đâu. Lê lết mới tới đây nổi. Giờ xử lý cái trái này không là cũng cả một vấn đề nữa đó mấy bạn. Ôi, trẻ nha bạn. Trẻ ăn sao. Chặt đại đi, chặt manh, chặt muốn nữa. Đây nè bạn, trời ơi. Bạn nhìn xem nè. Quay cho bạn coi bên trong nè. Trời ơi. Ngon quá mấy bạn ha. Không, ngon quá trời ngon luôn mấy bạn ơi, nói thiệt luôn. Cái tay này quá dơ rồi, bỏ cái mít gớt nước dơ quá. Để đi xuống rửa tay bóc miếng ăn. Đó. Rồi chắc mình cũng lấy lại một chút xíu rồi. Nhiều cho xuống đề hết bạn, trời được coi cái trái 20kg. Mấy ốc của mình bởi vậy nó mập lù các bạn. Nó ăn ốc với bèo của mình bởi nó mập lù. Trời ơi. Lấy gốc về ăn thôi. Lấy khúc đít cho nó ngon. Ôi rồi mấy bạn. Coi nè. Mặt nào cũng ngon như nhau các bạn thấy không? Vàng hừng hực luôn ha. Nhưng mà mình lấy gốc tư thôi. Rồi. Về nhà mình chặt bỏ cái mặt lại các bạn. Nè. Giờ mình lấy miếng này ha. Giờ mình về nhà thì mình dẹp bỏ cái mặt này lại. Tại về mình đi dọc đường mình sợ bụi bặm dơ các bạn. Ha. Đây. Rồi lấy lại cái gốc này ăn thôi. Trời ơi nhìn nó cũng hấp dẫn quá ha. Bạn ơi nhìn cơm vàng đã ghê, hơn cái muối bự dữ lắm mấy bạn. Bự lắm. Rồi. Mệt vật vã. Rồi cái này trẻ bạn ơi, trẻ quăng đèn. Đây. Ngon ghê chưa? Trời ơi coi nè. Hết nó nổi luôn á. Nhìn nó mà mình cũng muốn thèm. Ăn miếng các bạn ơi. Ngon quá. Rồi. Dục xuống đĩa bạn ơi. Tại miếng này. Đây. Thôi để trẻ hết cái số còn lại nữa bạn ơi. Thôi tạm biệt mấy bạn nha.